À, chúng ta đang nói về mầu nhiệm nhập thể thôi. Tôi nói đó, học về vấn đề đức tin đó, thì học mãi nó cũng không có hết. Và vì thế cho nên nhiều khi mình không học đó, thì mình không hiểu, không biết. Mà học thì càng học càng mê, càng thích, bởi vì nó vô biên, thật sự nó vô biên, nó nhiều lắm. Nhưng mà thôi thì học được chừng nào hay chừng đó. Bây giờ chúng ta đang đi vào cái mầu nhiệm nhập thể, tức là trong cái câu chuyện Giáng sinh, chúng ta biết được những cái điều mà các bạn trẻ ngày nay nhiều khi hay chất vấn chúng ta. Chúng ta đọc ở trong Phúc Âm của Matthew, thì Phúc Âm của Matthew kể cái gì? Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu của bà. Như tôi nói, trong Phúc Âm của Luca đó, nói rằng Thiên Chúa sai sứ thần đến một thành ở vùng Galilee tên là Nazareth, vào nhà của một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse. Trinh nữ ấy tên là Maria, có đúng không? Chúng ta có nghe cái câu đó quen không? Trời ơi, dân con cái của Thiên Chúa chẳng bao giờ đọc Kinh Thánh cả. Vậy chứ mà mấy cái chuyện nào là cái gì đó? À, xóm vắng dòng sông ly biệt mà bây giờ tên ai là biết hết hả? Trời, tên tài tử nào đóng ai giờ biết hết hả? Bao nhiêu tập rồi, khát sức mới phải biết hết. Ở trong Phúc Âm của Matthew nói là họ vào nhà. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là nhà của Maria và Giuse ở Nazareth hay ở Bethlehem? Đó mới là cái điều khó. Bởi vì nếu chúng ta đọc Phúc Âm của Luca thì nói rằng Thiên Thần đến với bà Maria ở trong nhà thành Nazareth. Ở trong, mà như tôi nói, đó là tin ở bên ngoài, tức là lấy tin ở bên Đức Maria. Ở trong Phúc Âm của Matthew đó thì thường thường lấy tin bên phía ông Giuse. Và vì thế nói là họ vào nhà, tức là Chúa Giêsu khi sinh ra không phải nằm ở trong cái hang, không phải ở trong hang bò lừa, mà ở nhà. Cho nên họ mới vào nhà và đưa quà cáp. Thấy hai cái khác nhau chưa? Từ hồi đến giờ thì chúng ta chẳng bao giờ đặt câu hỏi. Nhưng khi mình đặt câu hỏi thì mình sẽ thấy có những cái điểm khác nhau. Đương nhiên nó không quan trọng, bởi vì trọng tâm của đức tin là Đức Giêsu sinh ra. Nhưng mà nếu chúng ta bây giờ làm một cái hoạt cảnh Giáng sinh, hay là làm một cái chúng ta gọi là hang đá đó, thì nó không hợp. Là bởi vì trong Phúc Âm của Matthew nói là hai ông bà có nhà đàng hoàng mà. Họ vào nhà thấy hài nhi rồi họ mới mở quà cáp ra họ dâng mà. Chứ đâu có phải họ vào trong cái hang bò lừa đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy hang bò lừa ở bên Luca. Rồi, ở bên Phúc Âm của Matthew, chúng ta đang đọc Phúc Âm của Matthew. Ở trong Phúc Âm của Matthew thì nói làm sao? Bây giờ vua Herod thấy mình bị các nhà thiên tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã cặn kẽ hỏi các nhà thiên tinh. Như vậy chứng tỏ gì? Như vậy chứng tỏ là sau khi Chúa Giêsu sinh ra, ít nhất Ngài ở đó khoảng 2 năm. Có đúng không? Là bởi vì nếu Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem mà ông Herod ông tìm cách để giết, thì chứng tỏ Ngài ở đó cũng ít nhất là khoảng chừng 1 năm rưỡi tới 2 năm. Chứ không phải chỉ là trên cái đường đi ngang đó, rồi bà Maria chuyển bụng rồi sinh con mà thôi. Và sau đó thì có báo mộng đi qua bên Ai Cập. Không, Ngài ở đó chắc là cũng phải khoảng 2 năm. Nhưng mà chúng ta đọc Kinh Thánh của Luca chúng ta thấy cái gì? Đó, bây giờ chúng ta mới thấy có cái sự khác nhau. Ở bên Phúc Âm của Luca nói bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đến hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi của David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Như vậy chứng tỏ là nhà của Đức Maria ở Nazareth chứ không phải ở Bethlehem. Thứ hai là bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David tức Bethlehem miền Jude vì ông thuộc gia đình dòng tộc David. Như vậy chứng tỏ là ông Giuse nhà ở trên Nazareth, rồi vì kiểm tra dân số cho nên ông mới từ trên Nazareth ông đi về Bethlehem, bởi vì ông thuộc dòng dõi của vua David. Như vậy chứng tỏ là nhà ông nằm ở trên Nazareth. Ông Giuse từ thành Nazareth đi về Bethlehem. Nhưng mà đây là chúng ta đọc Phúc Âm của Luca.
Nếu chúng ta trở lại phúc âm của Matthew thì chúng ta thấy làm sao? Họ vào nhà, tức là hai ông bà có nhà ở đây. Rồi họ nuôi Chúa Giêsu ở đây cho đến khoảng chừng 2 tuổi. Rồi ở trong phúc âm của Matthew không bao giờ nói chuyện có kiểm tra dân số cả. Cái câu chuyện kiểm tra dân số là nằm ở trong phúc âm của Luca. Còn trong phúc âm của Matthew không nói chuyện là ông Augusto ra chiếu chỉ kiểm tra dân số, không có. Rồi ở trong phúc âm của Luca thì kể là khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền thì họ trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth miền Galilee. Ở trong phúc âm của Luca luôn luôn đặt Nazareth là nơi nhà của hai ông bà, là nơi hai ông bà cư ngụ. Ở trong phúc âm của Matthew thì nói Bethlehem là nhà của ông bà, hai ông bà ở đó. Rồi hai ông bà nuôi Chúa Giêsu cho đến khoảng 2 tuổi thì Herod tìm cách giết, cho nên hai ông bà mới bỏ đi qua bên Ai Cập. Rồi từ bên Ai Cập trở về, nếu đừng có chuyện gì xảy ra thì hai ông bà trở về lại đâu? Theo phúc âm của Matthew, hai ông bà trở về đâu? Về Bethlehem. Nhưng mà cái lý do hai ông bà không về Bethlehem được đó là không phải tại vì hai ông bà không về, mà bởi vì hai ông bà không về Bethlehem là bởi vì về Nazareth đó, không về lại Bethlehem là bởi vì sợ con của Herod. Tức là chúng ta thấy hai cái khác nhau không? Có hiểu con nói cái gì không? Về ráng đọc Kinh Thánh vô nha. Bởi vì trong phúc âm của Matthew nói này, ông Giuse sau khi biết là ông này chết rồi nên ông sợ không dám về đó, tức là về đâu? Không dám về Bethlehem. Mà không phải là bởi vì ông không muốn về, ông sợ thôi. Rồi sau khi được báo tin thì ông lui về Galilee, cho nên ông về Nazareth. Vậy thì cái kết thúc của cái vụ tại sao ông về Nazareth? Kết thúc là bởi vì ông sợ con của Herod. Như vậy chứng tỏ là gì? Ý tôi muốn nói là gì? Đức Giáo Hoàng Ngài biết những cái này ở trong sách của Ngài. Ngài là một học giả. Và Ngài cho chúng ta thấy hai câu chuyện có những cái điều đối nghịch nhau. Đúng. Vậy chúng ta thấy cái gì nữa đây? Ở trong phúc âm của Luca không bao giờ nói ông Giuse đưa mẹ và con qua Ai Cập, không nói. Ông cũng không nói là có ba đạo sĩ đến thờ lại, không thấy có. Trong phúc âm của Luca thì có các mục đồng, nhưng mà không có các đạo sĩ. Rồi, ở trong phúc âm của Luca cũng không nói đến chuyện là giết con trẻ. Vậy thì, trong phúc âm của Matthew có mấy cái này, trong phúc âm của Marco thì lại, trong phúc âm của Luca lại có những cái khác. Tất cả những cái này, chúng ta không phải là lớp chuyên môn Kinh Thánh, tôi chỉ nói để chúng ta thấy gì. Nguyên cái câu chuyện Giáng sinh và cái bầu nhiệm nhập thể mà chúng ta vẫn thường tin, nó có những điều mà nhiều khi đức tin của chúng ta, những cái cơ bản mình cũng chưa hiểu. Mà vì mình chưa hiểu cho nên nhiều khi có những ai thắc mắc hay nói, mình cảm thấy khó chịu. Đây là những điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Cả hai tin mừng chúng ta thấy có những điểm khác nhau, nhưng có những điểm giống nhau. Cả hai tin mừng đều nói đến người con sinh ra là Đấng Messia. Ông Luca thì ông nói rằng người này là Messia. Ông Matthew thì ông dùng cái danh từ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tức là có những điểm khác nhau nhưng có những điểm giống nhau. Thứ hai là ở trong phúc âm của Matthew thì có ba đạo sĩ đến để thờ lại, mở bảo tháp ra ở trong nhà đó ha. Còn phúc âm của Luca thì nó có các mục đồng thờ lại. Nói chung là cả hai khi Đức Giêsu sinh ra đều nói đến có những người khác đến để mà thờ lại. Cái thứ ba là ở trong phúc âm của Matthew thì nói việc Thiên Chúa tỏ hiện, Thiên Chúa mặc khải ra. Và ở trong phúc âm của Matthew thì nói ai là cái người đến, ba đạo sĩ đến để thờ lại. Ba đạo sĩ là ai? Là những người dân ngoại, họ không phải là người Do Thái. Cho nên Thiên Chúa đã tỏ mình cho dân ngoại. Trong phúc âm của Luca thì các mục đồng là ai? Là những người Do Thái. Cho nên Thiên Chúa đã tỏ mình cho dân Do Thái. Nhưng mà mỗi một người họ có một cái chủ trương khi họ biết. Cái cuốn sách của họ, họ viết cho cái đối tượng nào đọc. Vì thế chúng ta thấy hai cái đối tượng đến để mà thơ lại cũng khác nhau. Rồi cái thứ tư, những cái điểm giống nhau này. Người con sinh ra là Đấng Thánh, là con Thiên Chúa. Ở trong phúc âm của Matthew cũng vậy thôi. Ngài là vua dân Do Thái, là Đấng cứu dân khỏi tội. Đó là những điểm mà Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta đừng có bị người ta gọi là đánh lừa hoặc là lạc giáo. Như vậy thì cái câu chuyện Giáng sinh như thế, có phải câu chuyện Giáng sinh là không có không? Tức là có những người đặt ra và nói rằng
Ô, như vậy thì cái câu chuyện giáng sinh chẳng qua là một cái huyền thoại thôi. Thiên thần bay lượn rồi, nào là bây giờ mình thấy không có bò lừa nữa rồi. Bởi vì ở trong con chỉ nói là Ngài sinh ra ở trong cái máng cho bò lừa ăn, chứ không thấy nói bò lừa. Như vậy thì càng lúc rồi chúng ta cuối cùng đọc Kinh Thánh thì chúng ta hiểu cái gì? Cái câu hỏi đặt ra là, như vậy thì cái câu chuyện giáng sinh có thật không? Chúng ta cũng phải phân biệt, cần phân biệt đâu là cái tính lịch sử và đâu là trọng tâm đức tin. Đây là những cái mà chúng ta phải hiểu, phải thi. Chắc chắn một điều là có mầu nhiệm giáng sinh, bởi vì Chúa Giêsu có sinh ra mà. Cho nên Ngài sinh ra như thế nào chúng ta chưa nói, nhưng mà chúng ta phải biết là Ngài có sinh ra bởi đức trong trinh nữ Maria đó. Thứ hai, có thể có nhiều chi tiết lịch sử không hoàn toàn hợp lý, nhưng chúng ta không thể từ chối sự kiện quan trọng là con người và cuộc sống của Đức Giêsu, bởi vì Ngài có sinh ra, Ngài có lớn lên, Ngài có đi rao giảng, tất cả những cái đó có. Không phải bởi vì một vài những cái chi tiết nó không giống nhau hay là nó đối nghịch nhau mà chúng ta bác bỏ tất cả những cái gì ghi lại ở trong đó. Cái thứ ba, trọng tâm của cái câu chuyện của cả hai tin mừng của Luca và Matthew là cái gì? Là việc thiên thần loan báo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, là việc Thiên Chúa can thiệp với con người, là việc Chúa Giêsu sinh ra bởi Chúa Thánh Thần. Cả trong hai phúc âm không bao giờ nói Chúa Giêsu sinh ra bởi một người đàn ông mà nói rằng bởi phép của Chúa Thánh Thần. Rồi thuộc dòng dõi David, Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem và gia đình cư ngụ, tôi không nói là ở đâu nhưng mà ít nhất là sau này khi Chúa Giêsu lớn lên thì cả hai phúc âm đều nói là gia đình cư ngụ ở Nazareth. Nói như vậy để chúng ta thấy gì? Loại bỏ những cái điểm khác biệt, đây là những điểm mà cả hai phúc âm nói lên giống nhau. Vậy thì chủ tâm của từng thánh sử như thế nào? Đối với phúc âm của Matthew, tin mừng nó giống như là một cái cuốn giáo lý. Và Ngài muốn cái cuốn giáo lý này là một cái sự liên tục giữa cựu ước với tân ước. Vì thế cho nên chúng ta thấy bắt đầu bằng hình ảnh là Gia Phả. Thánh Matthew là một người Do Thái, Ngài viết phúc âm cho người Do Thái đọc. Và vì thế Ngài muốn người Do Thái làm thế nào nhìn Chúa Giêsu thấy như là một đấng cứu độ. Cho nên Ngài mở đầu phúc âm bằng Gia Phả để làm gì? Để nói lên sự liên kết giữa cựu ước với tân ước. Rồi ở trong phúc âm của Matthew chúng ta thấy việc Chúa Giêsu, ông Giuse ở trong một cái cơn báo mộng đó, thì thiên thần nói với ông hãy đem mẹ và con trẻ qua Ai Cập, có đúng không? Ở trong phúc âm của Matthew. Vậy thì hình ảnh mà ông Giuse gặp thiên thần trong giấc mơ qua Ai Cập là một cái bằng chứng để chúng ta thấy ông Matthew ông muốn cho những người Do Thái thấy có sự liên hệ giữa cựu ước và tân ước. Ở trong cựu ước có nghe chuyện ông Giuse con ba biết không? Con ông Jacob, ông làm sao mà ông qua được bên Ai Cập? Ông bị anh em ông phán đi, bởi vì ông là một người con được cưng ha. Rồi ông bị anh em ông bán đi, cho nên ông qua bên đó, bắt đầu thì ở tù, nhưng mà cuối cùng ông nhờ cái tài coi bói hay quá, giải mộng hay quá, cho nên ông lên được làm quan. Và nhờ như vậy mà cuối cùng ông được gọi là vị cứu tinh của dân Do Thái và của dân Ai Cập. Bởi vì sao? Nhà vua có một cái giấc mơ là có một cái giấc mơ có ba cái con bò, rồi nó ăn ba cái bao lúa, nhớ không? À, bảy con bò chứ, ăn bảy bao lúa hả? Rồi ông mới cắt nghĩa là có 7 năm được mùa, 7 năm mất mùa. Rồi cuối cùng ông nói vậy, như vậy thì cứ lấy cái năm nào được mùa thì cất lại, để cái năm mà không có được mùa để lấy mà ăn. Và nhờ như vậy mà khi người Ai Cập và người Do Thái, bên Do Thái mất mùa chạy qua bên này mua thóc hả? Rồi chúng ta biết cái câu chuyện là anh em nhận ra nhau. Nhưng mà cái hình ảnh là gì? Ông Giuse là một người bị loại ra khỏi xã hội, anh em bán đi coi như là không thành cái gì hết, mà ông trở thành vị cứu tinh. Cứu tinh chứ không phải chỉ có dân tộc Do Thái thôi, bởi vì dân tộc Do Thái nếu không có ông thì không có lúa mà ăn, mà ông cũng là vị cứu tinh cho cả dân tộc Ai Cập. Hình ảnh đó đã đưa đến cái hình ảnh của ông Giuse mà tân ước. Ông cũng đi qua Ai Cập rồi ông cũng đi về. Nói như vậy để thấy cái gì? Chủ tư trương của ông Matthew là muốn nói về cái lịch sử cứu chuộc nó bắt đầu từ cựu ước. Chủ trương của ông Luca thì hơi khác một chút. Ông Luca cũng nói về lịch sử cứu chuộc bắt đầu từ cựu ước. Ông cũng bắt đầu bằng Gia Phả. Nhưng mà cái Gia Phả của ông đó, nó nối kết giữa cựu ước với tân ước không phải bằng cái câu chuyện của Giuse mà bằng ông Gioan Tẩy Giả.
Bởi vì nếu chúng ta đọc cái câu chuyện của Gioan Tẩy Giả đó, thì chúng ta sẽ thấy ông Gioan Tẩy Giả, con của ông Zachariah và bà Elizabeth, là cái câu chuyện mà mình thấy gần như nó song song với câu chuyện của Abraham và Sarah. Hai ông bà này già này, không có con này, rồi cuối cùng xin Chúa cho được một đứa con này, Abraham và Abraham và Sarah. Cái câu chuyện chúng ta thấy rồi, cuối cùng sinh được người con như thế nào? Ông Luca là cái người muốn nối kết cựu ước với tân ước, nhưng ông không dùng hình ảnh của Giuse, mà ông Gioan Tẩy Giả là cái người giới thiệu Chúa Giêsu, giới thiệu từ cựu ước qua tân ước. Rồi khi mà dân Chúa Giêsu vào trong đền thờ, thì chúng ta lại thấy hình ảnh của Samuel với lại thầy Eli ở trong đền thờ. Tất cả những cái này để nói cái gì? Mỗi một thánh sử họ có những cái chủ trương, và vì thế khi chúng ta đọc thì chúng ta hiểu được như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào thần học chút hả? Chúng ta đang nói về sinh bởi trinh nữ Maria, mầu nhiệm Chúa Giêsu nhập thể. Đây là mầu nhiệm căn bản và tuyệt đối, bởi vì nếu trường hợp Ngài không nhập thể đó thì Ngài đâu có chết. Chưa nói cái vấn đề sống lại. Vì thế cái mầu nhiệm nhập thể Ngài đến với thế gian là mầu nhiệm căn bản, mầu nhiệm tuyệt đối để cho những cái sự kiện khác nó xảy ra. Bây giờ chúng ta đi vào cái phương diện thần học của nó. Chúng ta hỏi, nếu trường hợp con người không phạm tội thì ngôi hai Thiên Chúa có xuống thế hay không? Thật sự nó cũng không phải dễ trả lời. Bởi vì trong Kinh Thánh, nhất là năm nào cũng vậy, tới các cái ngày phục sinh, Giáng sinh đó, thì các sơ dạy cho các em múa là văn nghệ. Thì văn nghệ đâu giống nhau, bắt đầu là ông ai giao khỏe bà, ha? Xong rồi bắt đầu bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, rồi bắt đầu có cái tiếng loa, rồi bắt đầu Thiên Chúa hứa là sẽ cứu chuộc, rồi cuối cùng từ từ đến cảnh là Chúa sinh ra, phải không? Là hết kịch là xong. Đây hôm đó là diễn quyền thánh ca là xong đó hả? Thì chúng ta nghe quen như vậy rồi, và cái đó cũng không có gì sai, là bởi vì tư tưởng thần học của ông Thánh Phaolô như vậy. Nếu trường hợp ông ấy dân và Eva không phạm tội thì Chúa có sinh ra làm người không? Nếu chúng ta hỏi ông Thánh Phaolô và hỏi ông Thánh Thomas Aquino thì hai người này trả lời là không. Mục đích Chúa sinh ra là bởi vì khi con người sa ngã thì Chúa mới sinh ra để mà cứu. Nhưng mà cái câu trả lời đó nó xưa rồi. Nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh của Phaolô và của ông Thomas Aquino thì vậy hả? Câu hỏi đó, câu trả lời đó tương đối xưa rồi. Khoảng thế kỷ thứ 14 là có một thần học gia, ông ta không phải là ông Thánh, nhưng mà John Scotus. Ông ta nói như thế này: nếu trường hợp ông Adam và Eva không phạm tội thì Chúa vẫn sinh ra như thường, chứ không cần đợi là phải phạm tội mới sinh ra. Bởi vì việc Chúa Giêsu sinh ra làm người là kế hoạch của Thiên Chúa từ ngàn đời. Và mục đích Ngài sinh ra không phải để cứu chuộc không, mà mục đích Ngài sinh ra để nói cho con người biết là Thiên Chúa yêu con người đến mức nào. Cho nên vì yêu thương và muốn tỏ mình cho con người, cho nên Thiên Chúa sinh ra. Giáo hội dạy cái gì? Giáo hội nói rằng cả hai nó đều đúng và nó cũng bổ túc cho nhau. Tôi cắt nghĩa như thế này. Tại sao mà John Scotus có cái tư tưởng này? Ông nói rằng Thiên Chúa tạo dựng con người, Adam và Eva sống ở trên vườn địa đàng rất là sung sướng. Chỉ có điều chưa chắc sướng bằng chúng ta ngày nay, là bởi vì ông sướng nhưng mà ông không biết được Thiên Chúa như chúng ta. Ông biết tới một mức nào đó thôi. Bởi vì cái căn tính của Thiên Chúa là Thiên Chúa, cái căn tính của con người là con người. Cũng giống như chúng ta nói, cái căn tính của mình người là người, cái căn tính của cái con cá là con cá. Và vì thế mình nuôi con cá nó vẫn biết mình thương nó, mỗi một ngày mình cho nó ăn nó biết. Nhưng mà không thể nào nó biết hơn được, trừ khi mình biến thành một con cá, mình nhảy vào trong đó, mình bơi lội chung với nó, thì lúc đó nó mới biết được là mình thương nó tới mức nào. Còn mỗi một ngày mình thả cho nó ăn thì nó biết vậy thôi. Vì thế ông Scotus ông nói như thế này: ông ấy dám bãi và sống ở trên địa đàng rất là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó không có khổ như mình. Cái sung sướng đó để bù lại với cái kiến thức, để bù lại với cái sự hiểu biết là biết được Thiên Chúa đó, thì ông không sướng bằng mình. Là bởi vì chúng ta sinh ra ngày nay đã biết được là Thiên Chúa xuống làm người. Và vì thế ông nói Thiên Chúa có nhiều cách để cho con người biết. Ngài dựng nên chúng ta, Ngài cho chúng ta một chút trí khôn để cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, để cho mình yêu thương Thiên Chúa.
Nhưng mà nếu trường hợp Ngài muốn chúng ta hiểu Thiên Chúa là ai, thì Ngài phải chỉ có hai cách thôi. Một là Ngài biến chúng ta trở thành Thiên Chúa. Có như vậy thì mình mới hiểu được Thiên Chúa như thế nào, là ai, làm cái gì, thương mình sao, có đúng không? Hai là Ngài trở thành như chúng ta. Tôi nói đó, chúng ta nuôi cá ở trong cái hồ đó, mình ngày nào cũng cho nó ăn thì nó cũng thích. Mình tới mình gõ gõ nhẹ nhẹ thì nó vu tới ở nơi cái cửa kính, chắc chắn như vậy. Nhưng mà làm cái nào để mình nói cho con cá biết là mình thích nó, mình thương nó? Chỉ có một cách duy nhất là nó biến thành người, nó đứng trước mặt mình nói I love you, có đúng không? Hoặc không nữa là mình biến thành cá rồi mình sao đó bơi, sao đó nó hiểu nhau, cá nó hiểu nhau. Còn bây giờ mình là con người mà mình xuống mình nói với con cá thì làm sao mà hiểu được? Nó có rất nhiều những cái hạn chế. Vì thế cho nên Scotus ông ta kết luận, ngay cả khi Adam và Eva không phạm tội thì Thiên Chúa vẫn sinh ra như thường. Là bởi vì mục đích sinh ra là để nói cho con người biết Thiên Chúa yêu con người nhiều lắm. Mà nếu trường hợp Ngài không sinh ra thì con người vẫn biết, nhưng mà biết chút chút thôi. Biết giống như là người nói chuyện với con vuông con dế thôi. Chứ còn khi mình đã biến thành con dế con vuông thì mình nói với nó khác. Mình thấy những cái đoàn kiến đó khi mà nó đi nó tha đồ ăn đó, nó có những cái râu nó chà chà với nhau đó, mà nó đi làm sao không bao giờ lại, nó đi thành đoàn rất là hay. Như vậy chứng tỏ là nó có những cái thông tin với nhau mà mình không biết. Có người mình cũng vậy, mình thông tin được với nhau. Tôi nói gì? Hai ngôn ngữ thôi mà đừng nói chuyện với nhau, nhiều khi mỏi tay cũng mệt đó, đừng có nói. Con người đó, con người đó mà nhiều khi chỉ cần khác ngôn ngữ thôi mà trời ơi, nói chuyện với nhau thì mình cũng không biết. Mình nó không hiểu mình nói cái gì, mình không hiểu nó nói cái gì, cứ gặp tại là cái gì cũng gặp hết. Huống gì là Thiên Chúa với con người. Vì thế, ở trong cái mục đích về thần học, liệu chừng con người không phạm tội Thiên Chúa có ra đời không? Giáo hội trả lời, có thể Ngài vẫn ra đời như thường. Cái chuyện đó không bắt buộc chúng ta phải tin. Nhưng mà đa số các thần học gia ngày nay nghĩ rằng cái lý luận của Scotus không đúng. Tức là ngay cả khi chúng thiên ông Adam và Eva không phạm tội, nếu trường hợp chúng ta ở trên vườn địa đàng, Thiên Chúa vẫn sinh ra như thường. Lý do, bởi vì nếu Ngài không sinh ra thì sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa rất hạn chế. Biết chứ không phải không biết, nhưng mà rất hạn chế. Vậy khi mà Thiên Chúa đến với con người rồi đó, chúng ta cũng đi vào trong thần học nhập thể. Nếu mà Thiên Chúa đến với con người rồi thì bổn phận của chúng ta đối với cái mầu nhiệm nhập thể nó như thế nào? Bởi vì đây chỉ là việc Thiên Chúa đến với chúng ta, còn chúng ta đối với Ngài làm sao? Chúng ta nói ở trong Kinh Thánh, Kinh Tôi Tin. Khi mà tuyên xưng tôi tin, và Thánh Gia-cô-bê rất là hay, đức tin không việc làm là đức tin chết. Cho nên khi tuyên xưng tôi tin thì chúng ta tin cái gì? Thứ nhất, chúng ta tin là con người của chúng ta được dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa. Đây là điều căn bản trong giáo lý. Ngày xưa điều giáo lý, điều đầu tiên khoa học là chúng ta hỏi con người được dựng nên làm gì? Thưa, con người được dựng nên để thờ phượng và tôn kính yêu mến Thiên Chúa trọn đời. Amen. Vậy đó không? Mục đích của con người của chúng ta được dựng nên để làm gì? Thưa, để thờ phượng Thiên Chúa, để tôn kính Thiên Chúa. Và vì thế chúng ta bắt buộc phải nói đến vấn đề thờ phượng sống đạo. Và cái thứ hai là trong thần học nhập thể chúng ta nói đến Thiên Chúa đến với con người, và cái phục thứ ba là con người đến với Thiên Chúa. Bây giờ Thiên Chúa đến với con người đi. Thiên Chúa đến với con người chúng ta có thể tạm bỏ qua cũng được đi. Là tại vì chúng ta nói về cái mầu nhiệm nhập thể rồi, ngôi lời trở thành người phàm cư ngụ giữa chúng ta, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đến với con người hả? Rồi Thiên Chúa đến với con người chẳng qua là bởi vì yêu thương, Thiên Chúa tạo dựng cũng vì yêu thương. Rồi Thiên Chúa không phải, Thiên Chúa sai con của Ngài đến không phải để luận phạt. Ở trong Kinh Thánh của Gioan rất là rõ ràng, Thiên Chúa sai con của Ngài đến không phải để luận phạt, nhưng để cho thế gian tin và được sống. Nhiều khi chúng ta đến với Thiên Chúa mà chúng ta cứ sợ giống như này, Thiên Chúa không phải là cảnh sát hay là giám thị để mà trừng phạt chúng ta. Thương Thiên Chúa không phải là cái người đến để trừng phạt. Ở trong phúc âm của Gioan nói rất rõ, Thiên Chúa sai con một của Ngài đến không phải để luận phạt, nhưng để cho chúng ta tin thì được sống. Rồi Thiên Chúa làm người, Thánh Athanasius nói làm sao? Thiên Chúa làm người để cho con người chúng ta được nâng lên hàng thần thánh. Nhưng mà đó là việc Thiên Chúa đến với con người. Con người đến với Thiên Chúa thì làm sao? Thờ phượng. Đức Giê-xu nói liền Satan xéo đi, vì đã có lời chép, ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi.
Bổn phận của con người chúng ta sinh ra là để thờ phượng Thiên Chúa. Và như tôi nói trong cái tư tưởng đầu tiên, người Do Thái họ chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi, phải thờ phượng một mình người mà thôi. Nói như vậy để chúng ta biết, chúng ta còn giờ thì chúng ta sẽ học thêm, mà không thì cũng không sao, tại vì cái này là hoài nó vô tận. Nói như vậy thì chúng ta mới hiểu được là lúc nãy tôi bắt đầu tôi hỏi là các môn đệ đó, Phêrô, Phaolô, Gioan, Giacôbê, tất cả những ông đó, liệu chừng mấy ông đó có biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa không? Thì như tôi nói, câu trả lời là chưa chắc. Bởi vì mấy ông muốn tin lắm, nhưng mà cũng sợ sợ. Chúng ta có công đồng, mà công đồng là 300 năm sau khi Chúa Giêsu sống lại, 300 năm. Rồi công đồng mới dạy cho chúng ta biết là Chúa Giêsu hoàn toàn là người, hoàn toàn là Thiên Chúa. Còn các ông thời kỳ đó sống với Ngài, thì các ông muốn tin lắm, nhiều khi cũng muốn. Nhưng mà sợ tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì các ông tin thành mấy Chúa? Hai Chúa. Mà từ nhỏ đến lớn thì ông bà cha mẹ của các ông, nhất là người Do Thái dạy cho ông, họ tin được bao nhiêu Chúa? Chỉ có một mình Ngài mà thôi. Ở trong những cái giới luật của Thiên Chúa đó, chỉ có một mình Yahvê, ta là Thiên Chúa duy nhất. Mà bây giờ tin thêm một Thiên Chúa được thành hai, thành đó là lý do tại sao mấy ông sợ. Còn ngày nay đó thì chúng ta nói thì dễ dàng, nhưng mà thật sự hiểu thì chẳng hiểu cái gì đâu. Điều chúng ta nói thì hay lắm, hỏi có mấy Đức Chúa Trời, hỏi có mấy Đức Chúa Trời, hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi. Chúng ta đọc thì dễ hiểu vậy, đọc thì đọc vạch vạch về đó, chúng ta có hiểu gì đâu. Là bởi vì bây giờ đó mà tôi hỏi đó, bây giờ mà tôi hỏi thật sự các ông các bà đó, hỏi tin mấy Chúa, các ông các bà cũng không biết được, chắc cũng ba Chúa đấy. Là bây giờ tôi hỏi này, hỏi Chúa Cha có phải là Chúa không? Hỏi Chúa Con có phải là Chúa không? Hỏi Chúa Thánh Thần có phải là Chúa không? Hỏi như vậy ba Chúa cộng lại thì mấy Chúa? Thấy không? Cuối cùng thì mình cũng nói đại một Chúa, là bởi vì mình được dạy như vậy, có hiểu gì không? Mấy người mà hiểu là bị tâm thần rồi đó. Là bởi vì mình không hiểu. Nhưng mà ngày nay mình tuyên xưng thôi, giáo hội đâu có nói mình hiểu đâu. Bởi vì hiểu thì là bị tâm thần nặng rồi. Tôi đi dạy cái lớp về Chúa Ba Ngôi này cũng mới rồi, mới cũng dạy xong về Thánh Augustine và Chúa Ba Ngôi, dạy cho các thầy. Tôi dạy hai buổi, một buổi 2 tiếng đồng hồ. Xong cái buổi thứ hai, nó có hai ông thầy đi ra nói với tôi. Chưa, ông hỏi, ông gần gần giống anh đó hả? Ông hỏi cha ơi, tuần tới cha còn dạy nữa không? Tôi nói còn, một phần nữa về các giáo phụ Cappadocian thôi. Ông nói lần tới tụi con phải đang theo phút nhức đầu, tụi con chịu không nổi nữa rồi. Tôi nói bây giờ sao con muốn bỏ cái lớp này không? Nó không thì cứ nghe được chừng nào nghe, hiểu gì không hiểu, không hiểu một cái gì hết. Nhưng mà cũng phải ráng mà nghe. Ngày nay chúng ta hỏi có mấy Đức Chúa Trời, thưa có một Đức Chúa Trời mà thôi. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, thưa có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ba ngôi cũng một tên một phép, cho nên ba ngôi cũng một Chúa bằng nhau. Chúng ta đọc thì hay lắm, hỏi ra không hiểu. Nhưng mà các tông đồ ngày xưa họ đâu có những cái lời đọc như chúng ta. Cho nên ai hỏi Ngài là hỏi Chúa Cha có phải Chúa không? Phải. Hỏi Chúa Con có phải Chúa không? Phải. Hỏi Chúa Thánh Thần phải Chúa không? Phải. Hỏi vậy thì mấy Chúa, mấy ông bắt buộc phải trả lời là ba. Cho nên cái trình tự để mà chúng ta hiểu được ngày nay nó đi một thời gian rất là lâu. Vậy thì bổn phận của con người thờ phượng Thiên Chúa. Các tông đồ ngày đó các người thờ phượng, nhưng mà các người chưa nhập đến với Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Tại sao? Bởi vì họ được dạy như vậy, chỉ có một Chúa, cho nên họ đâu có dám thờ hai Chúa. Thật ra cũng từng ha. Rồi cuối phúc âm của Luca chương 24, khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài dắt các ông đến làng Bethania, tức là bên cạnh, ai mà đi Jerusalem rồi thì biết, từ bên cái cửa phía đông là nhìn xuống có một cái tung lũng Kidron, tức là nơi mà Chúa Giêsu bị điều qua bên nhà Caipha và đi qua về bên Jerusalem để mà bị đóng đinh đó. Thì ở bên làng đó là làng Bethania, bên cái ngôi mộ đi lên cái đồi này. Chúa Giêsu đưa các ông lên làng Bethania, rồi Ngài chúc lành cho các ông, rồi Ngài về trời. Rồi trong phúc âm của Luca kể làm sao? Bây giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Trong dân hết. Phúc âm của Luca chấm dứt bằng việc các ông vào trong đền thờ ở lại và liên lỉ để mà thờ phượng Thiên Chúa. Rồi sau đó ông Luca viết thêm một cuốn nữa gọi là cuốn Công Vụ Tông Đồ. Ở trong đó ông nói về các hoạt động của giáo hội, các tông đồ đi trao giảng như thế nào.
Nhưng mà đây là cái bổn phận mà chúng ta đang nói con người đến với Thiên Chúa. Cái thân học nhập thể là Thiên Chúa đến với chúng ta, và bổn phận của chúng ta là phải thờ phượng Ngài. Bởi vì thờ phượng là mục đích của con người chúng ta có ngày nay. Mục đích mình tồn tại có mặt ở đây là để làm gì? Thưa là để chúng ta thờ phượng, tôn kính và yêu mến Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu, ở trên thiên đàng đó, các thiên thần, cái bổn phận của các thiên thần ở trên thiên đàng làm gì? Thờ phượng. Tôi cứ hay nói với mấy cái người ở dưới thế này, này, tôi nói là đi làm nghề gì thì làm, nhưng mà cố gắng học nhạc đi. Bởi vì lên trên thiên đàng tôi nghĩ chỉ có mấy người học nhạc là có việc à. Là tại vì ở trong sách Khải Huyền kể đó, là ở trên đó đó, Cherubim và Cherubim suốt ngày chỉ có ca hát thánh, thánh, thánh là Thiên Chúa các đạo binh. Cho nên tôi tới, nếu mà chúng ta đọc sách Khải Huyền, tôi tới chỉ có một việc trên một job thôi là ca hát với đánh đàn thôi. Mà ở dưới này không biết đánh đàn, không biết hát lên, nên không biết chỗ nào mà làm chắc thất nghiệp mà. Bổn phận của tất cả mọi tạo vật là thờ phượng ca tụng. Và vì thế chúng ta dùng cái hình ảnh này để hiểu bổn phận của chúng ta có mặt ở trên trái đất này là thờ phượng. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng ở trong kinh điển tụng bốn chúng ta nói làm sao? Lạy Chúa, việc thờ phượng chúng con không thêm gì cho Chúa nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nên nhớ, chúng ta đi lễ là ta không phải mỗi khi chúng ta đọc kinh thờ phượng là Thiên Chúa Ngài nở mũi thêm một chút, Ngài đẹp trai thêm một chút, đừng nghĩ như vậy. Tất cả mọi việc chúng ta làm chẳng thêm gì cho Chúa nhưng mà chỉ đem lại lợi ích cho chúng ta mà thôi. Vì thế cái bổn phận công việc thờ phượng của con người không phải là để đem lợi ích cho Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa Ngài đã đầy đủ rồi. Thiên Chúa Ngài toàn năng, Ngài toàn thiện, toàn đức, Ngài không thiếu cái gì nữa rồi. Vì thế Ngài không cần cái gì nữa cả. Nhưng mà việc thờ phượng đem lại những cái ơn ích cho chúng ta. Và vì thế mục đích của giáo hội tồn tại cũng chỉ để thờ phượng Thiên Chúa. Mà ngày nào không thờ phượng thì chúng ta không có cái lý do gì để mà tồn tại. Giáo hội cũng không có lý do gì để mà tồn tại trên cái đất nước này. Tôi chỉ muốn ghét cái phần thứ nhất thôi. Cái phần thứ nhất là gì? Là sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, nói về con người cái mầu nhiệm nhập thể thôi. Thì ở trong cái mầu nhiệm nhập thể sinh bởi Đức Maria này, chúng ta vui mừng vì chúng ta biết chúng ta tin vào ai. Và bởi vì ngôi lời đã trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ý muốn nói Ngài đã sinh ra ở giữa chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta đi phần thứ hai, nó khó gấp 10 lần cái phần đó, mà chúng ta chỉ còn có 10 phút để nói với ông ta đâu, bởi vì mình thông minh. Thì mình đi vào, Đức Giê-xu Ki-tô là con người hay là Thiên Chúa? Ngài có biết đau không? Ngài có biết đói không? Coi chừng, thường thường những câu trả lời mình nhanh sớm là những cái câu trả lời sai. Đức Giê-xu Ki-tô là con một Thiên Chúa, như vậy Ngài là Thiên Chúa. Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ, Ngài là con người. Vậy chúng ta bây giờ đi về con một Thiên Chúa Kitô học. Mà chúng ta đi vào Kinh Thánh rồi nha, dựa vào Kinh Thánh rồi. Thánh Phaolô đó chỉ nói Đức Giêsu là Đức Kitô bị đóng đinh và được cho sống lại. Tức là ở trong phúc âm thư của Thánh Phaolô, thư của Thánh Phaolô chúng ta kể trước, bởi vì cái thư này viết trước 3-4 phúc âm, cho nên tất cả những cái câu chuyện gì từ cái lịch sử của bí tích thánh thể ha, từ việc Chúa Giêsu sống lại, tất cả mọi việc bây giờ khi chúng ta học Kinh Thánh thì chúng ta bắt đầu với thư của Thánh Phaolô. Lý do là thư của Ngài viết trước. Chẳng hạn như khi mà kể chuyện Chúa Giêsu sống lại, Ngài viết thư cho gửi cho tín hữu Côrintô. Thì thư Ngài viết cho tín hữu Côrintô viết khoảng chừng năm 53 tới năm 55, tức là rất sớm. Rồi ở trong đó Ngài kể gì về việc Chúa Giêsu sống lại, đại khái như vậy. Sau này tới năm 70-80 thì các ông kia mới viết lại ha. Trong phúc âm của trong thư của ông Phaolô thì Ngài nói cái gì? Ngài nói là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, bị đóng đinh và Thiên Chúa cho Ngài sống lại. Thiên Chúa cho, trong phúc âm ở trong tin mừng của Phaolô bao giờ cũng vậy. Thiên Chúa cho sống lại. Thiên Chúa là người sai Đức Giêsu đến thế gian, rồi Thiên Chúa cho được sống lại, đặt làm con Thiên Chúa. Nói một cách đơn giản, đối với Thánh Phaolô, Thiên Chúa là đấng làm nên những cái công việc này, chứ không phải là Đức Giêsu tự mình sống lại, mà là được Thiên Chúa cho sống lại. Ở trong Marco thì nói Đức Giêsu là một đấng Messia đau khổ. Ở trong Matthew, Đức Giêsu là một ông thầy Mô-xê mới. Bởi vì ở trong phúc âm của Matthew chúng ta thấy rất nhiều lần, cứ mỗi một khi mà Chúa Giêsu dạy là thì Ngài cứ hay nói, các ngươi đã nghe nói rằng như thế, như thế, như thế. Ta nói cho các ngươi rằng
Tức là Ngài cứ giảng dạy như là một cái vị có quyền mới hả, giống như là một Môi-se mới đó. Rồi mỗi một khi dạy thì Chúa Giê-xu trong phúc âm của Ma-thi-ơ bao giờ cũng phải dạy cái gì quan trọng đó, cái gì mà cần cho người ta phải giữ, phải nghe đó. Thì Ngài nói là các ngươi đã nghe nói, còn ta dạy các ngươi đã nghe nói là nếu được ly dị ta nói không được. Các ngươi đã nghe nói là phải yêu mắt đền mắt, răng đền răng, ta nói phải yêu luôn cả kẻ thù. Ngài đổi luật ra. Và mỗi một khi cái hình ảnh của Môi-se đó, ở trong phúc âm của Ma-thi-ơ thì Chúa Giê-xu giống như là một Môi-se mới, một ông thầy mới ha. Bởi vì ông Ma-thi-ơ muốn người Do Thái nhìn Chúa Giê-xu như là một Môi-se mới. Thì chúng ta để ý ở trong phúc âm của Ma-thi-ơ, mỗi một khi Chúa Giê-xu dạy cái gì quan trọng đó là Ngài lên núi. Bao giờ cũng vậy. Cái mà chúng ta gọi là phúc Phật tám mối đó, tức là bát phúc đó, giang sinh chư đó, tiếng Anh đó. Thì ở trong phúc âm của Ma-thi-ơ rất là rõ ràng. Đức Giê-xu Ngài lên núi, ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó về nước trời của họ, phúc này kia là không. Lý do tại sao? Bởi vì thứ nhất Ngài có quyền như ông Môi-se, thứ hai ở trên núi là nơi mà ông Môi-se hoặc là dân chúng gặp Thiên Chúa. Cho nên khi nào mà Ngài trên núi Ngài dạy đó, tức là những cái lời lẽ đó nó có cái giá trị quan trọng, lời của Chúa dạy đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc phúc âm của Luca thì chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu cũng dạy về cái giang sinh chư, về tám mối đó, nhưng mà Ngài không dạy trên núi, Ngài dạy dưới đồng bằng. Bởi vì đối với ông Luca thì cái hình ảnh nó khác. Trong đi vào chi tiết ở đây, Luca thì Chúa Giê-xu nói về vai trò của Chúa Thánh Thần rất là nhiều, và ông Gioan thì nói đến ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái thế kỷ thứ nhất. Ở trong thế kỷ thứ nhất đó thì Chúa Giê-xu là một người Do Thái chắc chắn rồi à. Và Ngài được những người khác ca ngợi, bởi vì họ chưa có nói Ngài, những người khác không phải là Công giáo đâu, những người Do Thái thôi, những người không phải là đi theo Chúa Giê-xu đâu. Nhưng mà những người Do Thái khi họ thấy Chúa Giê-xu đi rao giảng thì họ nói làm sao? Ông này là một người, là một ngôn sứ, là một tiên tri ở trong lời nói và việc làm. Là tại vì họ thấy Ngài giảng cũng hay, giảng như một đấng có quyền, rồi cái việc làm của Ngài là việc làm chỉ có những người có ơn của Thiên Chúa mới làm được. Cho nên họ thán phục Đức Giê-xu là như vậy. Rồi, những cái lời giảng dạy của Chúa Giê-xu thì nói đến cái gì? Ngài nói đến hãy ăn năn sám hối, tin vào tin mừng, triều đại Thiên Chúa đến gần rồi. Lời giảng của Ngài là như vậy. Rồi, Ngài giảng dạy Thiên Chúa đến với những người vô thế, đến với những người tội lỗi. Đang nói về con người của Đức Giê-xu đó nha. Rồi Ngài kêu gọi các môn đệ chia sẻ sứ mạng của Ngài. Ngài kêu gọi 12 người đi theo Ngài. Mà cái trường hợp 12 người đi theo cũng rất là đặc biệt. Ở trong lịch sử nó không có. Thật sự ở trong lịch sử đó thì họ có cái danh từ mà chúng ta gọi là môn đệ ha, disciple theo kiểu tiếng Mỹ đó, disciples theo kiểu tiếng Latin đó. Tức là những người học trò đến để mà đi học. Thì trong lịch sử giờ nào cũng có, thời nào cũng có ha. Ông Plato, Socrates, những triết gia ngày xưa, Aristotle, những cái ông giỏi đó, thì thường thường đó, học trò nó tới nó học. Việt Nam mình thì nếu mà lỡ coi phim Tàu nhiều thì gọi là các người lên núi mà tầm sư học đạo đó, đi lên trên đó mà tầm sư học đạo để tìm thầy học nhiều lắm. Ông Phaolô chẳng hạn khi mới lớn lên, ông sinh ra ở Tars, ông nói làm sao? Tôi đã từng đến ngồi dưới thân của thầy Gamaliel để mà học. Lớn lên muốn làm luật sĩ mà. Cho nên Gamaliel là một trong những thầy rabbi nổi tiếng của trong thời kỳ Chúa Giê-xu đó, rất là giỏi. Thì ông Phaolô ông nói tôi đã từng đến ngồi dưới chân thầy Gamaliel, bởi vì đem sách vở đến học mà, tầm sư học đạo. Cho nên học trò mà đến với thầy là chuyện bình thường. Một trong những cái mà người ta không có thấy ghi lại mà chỉ có ông Giê-xu đặc biệt thôi đó là ông kêu gọi 12 môn đệ đi và chia sẻ cái sứ mạng rao giảng này. Mà cái hay là như thế này, Aristotle, Plato, tất cả mọi người đều có môn đệ, mà những môn đệ đó tìm thầy, tìm tới để học. Ông Giê-xu này thì lại khác, ông đi tìm môn đệ. Và vì thế cho nên ông mới nói không phải các con chọn ta mà ta chọn các con, mà cái đó là cái lạ. Học trò chọn thầy để mà học, bây giờ thì lại thầy đi chọn học trò. Và vì thế cho nên có những người xin đến thì Ngài cho, và có những người không đến thì Ngài lại gọi. Mà đó là một cái điều đặc biệt, mà không phải chỉ có kêu như vậy không, mà những ông này bỏ tất cả gia tài để mà đi theo nữa. Đó là một trong những cái điểm chúng ta cũng khai thác ở đây. Rồi Đức Giê-xu bị cái gì? Ngài bị chống đối, bị bắt, bị hành hạ, bị giết chết. Rồi sau khi chết
thì môn đệ Ngài có cảm nghiệm mới về Ngài, Thiên Chúa cho Ngài sống lại. Tại sao mà tôi để là thiên các môn đệ có cảm nghiệm? Bởi vì nếu chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm sống lại thì nó rất là phức tạp. Liệu chừng Chúa Giêsu có thật sự sống lại hay không? Rồi sống lại như thế nào? Nếu chúng ta đọc bốn phúc âm thì chúng ta sẽ thấy bốn câu chuyện lại có những cái điểm xảy ra nó không trùng hợp như tôi nói. Cho nên chúng ta đi vào cái con người lịch sử của Ngài thì chúng ta thấy gì? Đây là một con người, Đức Giêsu là một con người. Ngài là một người Do Thái, đi rao giảng như là một ngôn sứ, trong lời nói, trong việc làm. Nói đến triều đại Thiên Chúa sắp đến, Ngài đứng với những người cô thế tội lỗi, Ngài có 12 môn đệ đi theo, Ngài bị chống đối và cuối cùng Ngài bị chết. Điều mà chúng ta biết là sau khi Ngài chết thì các môn đệ nói với những người khác là Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại. Rồi qua quyền năng của Chúa Thánh Thần thì sau khi Ngài chết rồi, người ta vẫn còn thấy Ngài chỗ này chỗ kia, chúng ta gọi là hiện ra đó hả? Tức là sau khi chết rồi người ta vẫn còn thấy. Rồi qua quyền năng của Chúa Thánh Thần thì người ta thấy các môn đệ đi rao giảng. Rồi người ta thấy gì nữa? Những môn đệ tiên khởi là những người Do Thái, và vì thế họ dựa vào Kinh Thánh để mà diễn dịch về Đức Kitô. Rồi những cái tên của Đức Giêsu Kitô, liệu chừng lúc đó họ có biết Ngài là Thiên Chúa chưa? Như tôi nói chưa. Nhưng mà họ dựa vào Kinh Thánh để họ gọi Ngài là ai? Họ gọi Đức Giêsu Kitô là Tôi Tá Đau Khổ, là Sự Khôn Ngoan, là Con Thiên Chúa. Tất cả những cái này nó có nguồn gốc ở trong Cựu Ước. Rồi sau này những cái môn đệ tiên khởi là người Do Thái, sau này thì mới có những cái cộng đoàn dân ngoại, rồi có những cái thế hệ sống với Ngài chết rồi, chẳng hạn như các môn đệ, họ mới bắt đầu viết xuống về con người, về cuộc đời, về sứ mạng của Ngài. Và vì thế những cái việc mà viết xuống đó nhiều khi nó có thêm mắm thêm muối, chắc chắn phải có, là bởi vì những người sống với Ngài đã chết rồi, hoặc là họ chỉ kể lại cho những người khác nghe mà thôi. Một trong những cái mà chúng ta nói tới lời nói việc làm của Ngài là phép lạ. Việc đầu tiên để cho những người khác nhận biết Ngài không phải là một con người bình thường. Tôi chưa nói là Thiên Chúa hay là Con Thiên Chúa gì hết đó. Tôi chỉ nói Ngài là một siêu nhân, một con người hơn bình thường thôi. Việc đầu tiên là những cái phép lạ của Ngài làm. Ngày nay chúng ta đọc lại thì có nhiều người đã không chấp nhận. Có nhiều người đã không chấp nhận những cái phép lạ Chúa Giêsu làm vì lý do tại sao? Bởi vì họ nói rằng phép lạ là một chuyện không có xảy ra. Bởi vì luật tự nhiên Thiên Chúa đặt ra là một cái gì đó và nó nặng đó hả? Mình cầm một cái gì nặng đó thì mình nó có sức hút trái đất, và mình cầm như thế này mà mình thả ra thì nó phải rớt xuống chứ. Chứ làm sao nó bay ngược nó lên trời được? Làm sao nó đi ngược lại luật tự nhiên được? Cho nên khi Chúa Giêsu làm phép lạ, tức là tự nhiên bánh nó hóa ra nhiều chẳng hạn, tự nhiên cầm cái bánh mà nó thổi lên làm 2, làm 4, làm 10, tất cả những cái đó lạ, họ nói cái chuyện đó không có. Có thể là các tông đồ, các ngài thêm thắt để làm gì? Các ngài thêm thắt để muốn nói lên được cái ông Giêsu này là Con Thiên Chúa, hoặc là một cái con người có quyền. Cũng giống như ngày xưa mà nhiều khi tôi nói đó, hồi đó khoảng chừng không, tôi không biết là bao nhiêu tuổi, tôi nghĩ là khoảng chừng 11, 12 tuổi là tôi bắt đầu biết suy nghĩ rồi. Hồi đó thì chưa có biết đọc chuyện Kim Hiệp, Kim Nhung đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng đó thì cũng coi cải lương, rồi cứ thứ bảy đó, ngoài Đà Nẵng thì có cái đài truyền hình truyền hình Trung ương Huế, đài số 9 đó, là cứ ngày thứ bảy là có đoàn kịch, thứ sáu thì có kịch của Kim Cương, thứ bảy có cải lương. Mà thường thường cải lương là mình thấy thỉnh thoảng có mấy người bay á, chứ không? Bay, chứ giờ họ treo cái dây là kéo, nó qua bên này kéo, kia mình gọi là bay. Nhưng mà ít nhất là trong chuyện tàu đó là nó mấy ông phải bay lên nhà rồi bay, rồi bây giờ phải bắt chuyến tàu, bây giờ ông phải trời trưởng rồi bay. Tôi không nhớ là bao nhiêu tuổi, nhưng tôi nghĩ lúc đó đang còn học tiểu học khoảng lớp 4, lớp 5, tôi nghĩ trong đầu thôi. Lúc đó mình đặt câu hỏi rồi, nếu trường hợp mấy người này mà bay được như vậy, tại sao họ đi thi Olympic? Tự nhiên mình cũng đã hỏi rồi. Bây giờ thì mình biết rằng những cái đó chỉ là cái hiểm tòa, làm gì mà có bay như vậy? Nó nhảy cao thì có, chứ làm gì mà bay qua bên này, mình chưởng, đứng đây mình chưởng một cái là nó rớt, nó tán mà. Nhưng mà mình nghĩ, nếu mà trường hợp mà nó bay được như vậy, nó đi thi Olympic hết rồi, Trung Quốc chiếm hết giải rồi. Cho nên ông Goodman cũng như là những cái khoa học thực nghiệm, người ta nói làm sao? Không có phép lạ. Kinh Thánh kể nhiều việc phi thường khi mà đi rao giảng. Kinh Thánh thì không có nói đến, nhưng mà nói những cái việc phi thường. Tôi đã nói cái chuyện phép lạ ở đây cái là
Cái phép lạ là một trong những điều khiến cho những người khác biết Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Nhưng mà những người thù Đức Giê-xu đó thì họ lại không từ chối phép lạ. Có một cái như vậy, họ chỉ tìm cách để cắt nghĩa là cái phép lạ này từ đâu đến thôi. Ví dụ, Chúa Giê-xu trừ cho người bị quỷ ám, cho người què được đi, cho người mù được thấy. Thì khi Ngài làm như vậy đó, những người mà đứng nhìn đó, họ không nói ông này không làm được, họ không nói, họ thấy trước mắt vào. Nhưng mà họ nói cái gì? Chắc ông này dùng quỷ của quyền năng của quỷ Beelzebub mà làm. Tức là họ không từ chối ông này không làm được, họ chỉ muốn cắt nghĩa là ông này lấy quyền qua mà làm thôi. Nhưng mà tôi đi một chút về cái chữ phép lạ này này. Ở trong tiếng Latin đó, mirari có nghĩa là làm cho ai đó ngạc nhiên, wonder, ví dụ wow. Ví dụ như mà mình thấy con nít đó, ngày xưa đó mà đi ra coi xiếc đó, con xiếc đó, tất nhiên coi áo phục đó, nhỏ đi coi áo phục cũng vậy. Nhiều khi thấy có mấy ông cũng cầm ở trong cái, cũng làm sao đó mà tự nhiên nó ra đồng bạc, rồi cái ông kéo nó ra tiền mà nó dính nhiều. Mình mơ tới lớn lên đâu cần phải đi làm, chỉ cần làm được nhiều, mình kéo ra được tiền. Rồi có những ông lôi trong này ra, con chim của câu lôi trong này, mình thấy quá giỏi. Đối với những người làm như vậy đó, thì những đứa nhỏ khi mà nó nhìn lên đó, thì tiếng Latin mirari, wow, thì đó chính là cái lạ, cái phép lạ. Cái phép lạ là khi con người đến để thưởng thức, thưởng ngoạn, mà người ta nhìn và người ta phải ngạc nhiên. Vậy thì những cái mà ở trong phúc âm kể về phép lạ của Chúa Giê-xu đó, liệu chừng là đâu là cái điều kiện tiên quyết để mà có phép lạ? Chúng ta biết khi những người đến nói với Chúa Giê-xu đó, họ muốn có phép lạ thì Chúa Giê-xu không làm. Những người muốn thì Ngài không làm. Rồi ở trong này có rất nhiều những Chúa Giê-xu từ chỗ tôi đưa ra rất là nhiều câu. Một trong những cái dụ ngôn là Chúa Giê-xu cho là người ta không tin. Bởi vì nếu trường hợp mà là phép lạ mà có thể thuyết phục được họ đó, thì việc Chúa Giê-xu đi rao giảng mọi người đều đã theo Ngài rồi. Nhưng mà phép lạ không thuyết phục được. Ngày hôm qua, mới hôm qua và hôm kia, trong phúc âm á, Chúa Giê-xu nói đây là một cái thế hệ gian dối, một thế hệ evil, một thế hệ dữ. Bởi vì nó đòi hỏi dấu lạ, không có cái dấu lạ nào ngoài cái dấu lạ của Jonah. Chúa Giê-xu tin rằng phép lạ không có thuyết phục được họ, cho nên ở trong cái bài kể chuyện có một người xuống dưới sau khi ông đã chết đó, ông là một người giàu có, ăn mặc lụa là, sau khi chết thì đi xuống dưới đó hả, nóng nảy quá cho nên xin nói với cha tổ phụ Abraham, xin cho một người về báo cho anh em đó là tôi để cho họ đừng sống cái lối sống này nữa. Thì cái câu trả lời là làm sao? Nếu ở trên đó có các tiên tri, các ngôn sứ giảng dạy nó không nghe thì người chết chuyện về nó cũng không nghe đâu. Ý muốn nói là không phép lạ không có thể thuyết phục được người ta đâu. Vậy thì cái chữ phép lạ ở đây đó, khi mà chúng ta nói dùng để là nói quyền năng phép lạ của Chúa Giê-xu đó, liệu chừng những cái phép lạ đó có thuyết phục được người khác không? Thì câu trả lời chưa hẳn, chưa chắc. Đó là chưa nói. Một trong những người mà có tư tưởng giống như ông Goodman, ông đưa ra cái kết luận đó là không có phép lạ. Lý do tại sao không có phép lạ? Bởi vì ông nói rằng phép lạ từ xưa đến nay không bao giờ xảy ra. Từ xưa đến nay có bao giờ nghe ai chết sống lại chưa? Ai? Từ xưa đến nay, có bao giờ nghe ai động kinh mà sinh con chưa? Ai? Có bao giờ chưa? Vì thế cho nên Goodman đi đến một cái kết luận, phép lạ là những cái nó đi ngược lại với tự nhiên, mà tự nhiên là luật của Thiên Chúa, và vì thế ông kết luận cũng có phép lạ. Nhưng mà bây giờ làm sao mà mình đọc phúc âm mà mình vẫn tin? Là bởi vì ông nói rằng những cái phép lạ đó nó không có, nhưng mà những cái ý nghĩa của phép lạ thì có. Mục đích các môn đệ họ đặt ra, họ vỉa thêm là để họ loan truyền với những người khác về cái sứ điệp. Đương nhiên do họ không dám, không chấp nhận cái đó, nhưng tôi chỉ nói về cái lý thuyết thôi. Tôi nói một cái đơn giản, ví dụ như là ở đây trong một lần tôi cắt nghĩa rồi, cái phép lạ về vấn đề hóa bánh ra nhiều chẳng hạn, làm sao mà họ có thể cắt nghĩa được cái phép lạ hóa bánh ra nhiều? Thì ông nói có gì đâu mà khó. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều hai lần, một lần cho 5.000 người ăn, một lần cho 4.000 người ăn. Thì trong phúc âm một Marco cũng kể, mà Matthew cũng kể, rồi ông Gioan cũng nhắc lại nữa. Làm sao? Nhiều người đi đến nghe Chúa Giê-xu đói rồi, cho nên tới giờ Chúa Giê-xu hỏi ở đây có gì ăn không, thì Philippe mới nói ở có một đứa nhỏ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ngài nói cho người ta ngồi xuống, sau đó Ngài tạ ơn Chúa Cha gì đó, rồi Ngài nói với các môn đệ phát cho người ta.
Thì trong phúc âm kể làm sao? 5.000 người đàn ông không kể đàn bà và trẻ con, rồi họ ăn xong thu lại được 12 thùng. Có đúng không? Đó, có đọc phúc âm không? Đó. Ít nhất cái phần này có đọc, tạ ơn Chúa. Nhưng mà cái câu chuyện kể như vậy thôi, ông Woodman ông cắt nghĩa gì về vấn đề phép lạ? Ông phải làm gì có phép lạ? Bây giờ ông lại Chúa Jesus cầm cái bánh lên, ngày làm, ngày làm sao mà mỗi lần ngày cầm lên ngày tạ ơn, cái hai cái nó nở thành 4, 4 nó nở thành 8, 8 nó nở thành 16, 16 thành 32 à? Vậy phép lạ nó ra làm sao? Không lẽ bây giờ bỏ trong cái hộp mình cứ lấy ra hắn không? Ông cắt nghĩa như thế này. Cái nghĩa của phép lạ nó có, tức là có cái sự dư thừa, nhưng mà cái sự phép lạ nó xảy ra như thế này. Một buổi sáng, người ta nghe tin là Đức Giêsu sẽ về vùng Galilee giảng. Mà người ta đã từng nghe ông Giêsu này giảng rất hay, cho nên khi mà ông giảng và người ta thua nhau đi nghe thôi, bởi vì ông là một tiên tri, một ngôn sứ, làm ăn nói có quyền và giảng rất là hay. Thì cứ tưởng tượng sáng hôm đó dân kéo nhau lên trên bờ hồ Tiberia ngồi đó để nghe. Mà đặt ông đi không thôi là 5.000 người. Nhưng mà khi đi thì họ biết là đi xa và có thể trưa không về, cho nên họ cầm theo cái sandwich với lon Coca-Cola đi ăn trưa chẳng hạn. Khi mà đi lên đó thì ai cũng lên, mỗi người ngồi với nhau và chuẩn bị nghe. Cái hay là ông Giêsu này cũng nói rất hay. Ông nói là hãy yêu thương kẻ thù, hãy yêu thương những người khác. Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai mất mạng sống mình vì ngưỡng người khác thì sẽ được. Hột lúa mà rớt xuống và nó không mục đi thì nó chẳng được cái gì hết, nhưng nó mục đi thì nó xin biết bao nhiêu công hạt. Rồi ai có tai thì hãy nghe. Sau khi họ nghe như vậy thì có những người họ mũi lòng, họ động lòng bởi vì cái lời giảng của Chúa Giêsu quá hay. Và vì thế khi họ nghe xong thì tự bản thân họ, họ cảm thấy có một cái gì thay đổi. Và vì thế thay vì cầm lấy cái sandwich với lon Coca-Cola ra uống thì họ hỏi: sao chị có đói không? Anh không, anh đói, anh ăn trưa chưa? Tôi có đây nè, anh ăn không? Rồi cuối cùng họ nhường nhau và ai cũng nhường nhau không ăn, cuối cùng thừa 12 thùng. Cũng không phải là không có lý đâu. Thật sự ở trong cuộc đời nhiều khi chúng ta cũng có những cái cảm nghiệm vậy hả? Có những cái cảm nghiệm là bởi vì đó, nhiều khi bắt đầu vô đó thì ai đi vượt biên là dễ nhất. Trời ơi, lên trên tàu là không ai có cái gì hết. Trời ơi, tàu tôi là rõ ràng đi mà tới giờ hết thức ăn cái gì, không có phải đi xin cực. Trời ơi, lên tới Hồng Kông rồi thấy vàng của mình lòi ra. Nhưng mà nhiều khi mình mũi lòng, nhiều khi đó khi mà mình chưa có mũi lòng, mình chưa có chia sẻ hả, nên ai cũng giữ giữ cho mình. Nhưng mà đến khi mà mình chia sẻ, mình cảm thấy đến lúc mà mình có thể không cần thiết nữa thì nhiều khi nó lại thừa thật. Đó là cái chuyện bình thường, cái lòng tham mà. Nhưng mà tôi nói về để thấy cái gì? Yếu tố đầu tiên mà khi chúng ta nhắc đến cái căn bản để mà chúng ta nói đến lời nói việc làm của Đức Giêsu đó, là chúng ta nói đến cái phép lạ. Mà nhờ cái phép lạ này để mà con người nhận ra Ngài, một trong những cái dấu hiệu để nhận ra là con Thiên Chúa, thì ngay cả những người xưa người ta cũng đã không công nhận rồi. Nhưng mà một cái yếu tố quan trọng là những cái phép lạ Chúa Giêsu làm đó, tự nó không phải là cái dấu lạ để cho người ta tin, mà Ngài luôn luôn nói là những cái dấu lạ này nó liên hệ đến triều đại của Thiên Chúa. Ngài chữa lành người bệnh, Ngài cho người què được đi, người mù được thấy, tất cả những cái đó Ngài muốn nói đây là những cái dấu chứng liên hệ tới triều đại của Thiên Chúa.
Tôi ngưng ở đây để cho ai có những cái thắc mắc gì đó thì tôi giải đáp trong vòng 20 phút rồi chúng ta nghỉ 9 giờ rưỡi nhé. Cho tôi biết học về đức tin thì học muôn đời nó không hết. Dạ, con thì cũng có cái thắc mắc về vấn đề cái này cũng trong cái tin kinh này. Hỏi người ta nghe, hỏi cho người ta nghe. Dạ, thưa cha, là trong kinh tin kính nói rằng là chúng tôi tin xác loài người sao không lại. Tôi thưa cha, như vậy thì khi mình nói rằng là chúng ta chết rồi chúng ta sẽ ra trước tòa để phán xét và có phán xét riêng và phán xét chung, thì xin cha giải thích cho là lúc nào là phán xét riêng và lúc nào là phán xét chung, và khi mà loài người sống lại là để mà phán xét lại là làm sao? Anh muốn trả lời dài hay trả lời ngắn? Trả lời dài đó thì những ai là giảng viên dạy giáo lý ngày mai, ngày mốt chính tháng Chủ nhật đó, tôi sẽ nói cái đề tài đó 1.5 tiếng đồng hồ. Và nó rất là chi tiết. Bây giờ mình trả lời ngắn thôi nhé. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại ở trong kinh tinh kinh chúng ta đọc. Nên nhớ chúng ta nói là xác loài người ngày sau sống lại, chứ không phải tôi tin xác chính xác như tôi đang có ngày sau sống lại nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái thân xác chắc chắn. Cái thân xác đó như thế nào đừng hỏi, bởi vì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết rằng cái thân xác đó như Chúa Giêsu có, Ngài đi qua tường được. Cái thân xác đó nó vẫn còn dấu đanh, tức là nó có một cái dấu tích gì của cái cũ, nhưng mà nó bắt buộc phải cái mới. Bởi vì nếu trường hợp thân xác đó mà như thế này mà lên trên kia, tôi không thích rồi. Tại vì chúng nó đang bị đau rồi, hơi bọc nữa, hơi mập rồi, cholesterol nó lên, cứ ba cái xác này lên thuốc đau uống. Chắc chắn nó không phải là cái xác này. Chúng ta sẽ có một cái thân xác mới. Một cái thân xác mới nó hoàn toàn ở trong một cái điều kiện nó không có bị tiêu hủy, nó không có còn những cái mà chúng ta nói rồi nên phải chịu đựng nữa, những cái đau khổ nó không có. Nhưng mà cái câu hỏi quan trọng như vậy rồi thì mỗi một con người sẽ có phán xét riêng, phán xét chung như thế nào của các nghĩa. Giáo hội Công giáo dạy chúng ta như thế này, chúng ta có, nói đơn giản thôi nhé cho nó nhanh, chúng ta có hai đợt phán xét, một gọi là phán xét riêng, hai gọi là phán xét chung. Phán xét riêng là khi chúng ta chết, khi chúng ta bước từ cái thế giới của người sống qua thế giới của người chết thì chúng ta chịu phán xét riêng. Trong cái phán xét riêng đó thì có những cái gì? Thưa là nếu trường hợp chúng ta chưa có được thanh sạch thì chúng ta chịu tôi luyện ở nơi chúng ta gọi là luyện ngục ha. Nếu chúng ta sống cuộc đời tinh luyện thanh sạch rồi thì hy vọng là cái nơi tôi luyện đó nó ngắn, và vì thế chúng ta có thể sẽ được lên thiên đàng. Và nếu trường hợp được lên thiên đàng thì chúng ta chỉ nói cho đơn giản thôi nhé, không đi vào chi tiết. Ngày Chủ nhật thì tôi đi vào chi tiết hơn, mà cái đó thì dành cho các giảng viên giáo lý, nó dùng triết để mà các nghĩa nó hơi phức tạp, chúng tôi chỉ nói đơn giản thôi. Nếu trường hợp chúng ta chịu thanh luyện ngắn bởi vì mình đã sống cuộc đời rất là thanh sạch thì mình được lên thiên đàng, nhưng mà mình chỉ lên được nửa thôi, nửa đó tức là chỉ lên được cái hồn thôi chứ xác chưa. Bởi vì mình phải đợi cho đến ngày cuối cùng, khi mà thiên thần thổi loa nói như ở trong sách Cải Huyền đó, thì lúc đó tất cả mọi người đã chết đều phải trỗi dậy để chịu phán xét. Ngày đó thì chúng ta gọi là phán xét chung. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi phán xét đó thì chúng ta sẽ có xác với hồn nhập lại với nhau, và lúc đó chúng ta sẽ hoặc là lên trên hoặc là xuống dưới. Thì chỗ nào ở một chỗ tôi không có ra nữa, lên thiên đàng trở luôn, mà xuống dưới hỏa ngục thì cũng muôn đời trầm luân ha. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự được hồn và xác. Vì thế cho nên khi chúng ta chết thì mỗi một người chúng ta được phán xét ngay, và chúng ta gọi là phán xét riêng. Và ngày cuối cùng thì được phán xét chung. Những người mà chúng ta công bố thánh, ví dụ như chúng ta mới công bố chẳng hạn như thánh các vị thánh mới chúng ta giáo hội công bố, tức là giáo hội dựa vào những phép lạ, và đã gọi là phép lạ thì con người không làm được, phải có sự can thiệp của Thiên Chúa. Thì những phép lạ đó là những dấu để cho chúng ta biết đây là những người được Thiên Chúa thưởng, và vì thế họ có thể đã qua cái tôi luyện, họ được thưởng trên thiên đàng. Nhưng mà họ cũng chỉ được thưởng một nửa thôi. Người duy nhất mà được thưởng toàn bộ đó là Đức Maria, và vì thế chúng ta mừng lễ Ngài, chúng ta gọi là lễ linh hồn và xác lên trời. Còn tất cả chúng ta thì thôi, ai mà lên trời thì cũng ráng chịu khó chờ chút, bữa sau rồi lên luôn cả hai, còn bây giờ có lên thì lên nữa thôi. Dạ thưa cha, hồi nãy cha giảng là các thánh viết có những cái câu kinh thánh nó không có giống nhau, có nhiều khi đem ra so thì nó khác nhau. Mà trong khi con nghe các cha nữa giảng nữa thì nói là những cái bài kinh thánh nó được viết là dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần,
Như vậy thì cái mẫu số chung mình phải thấy được, dù mấy ông chăng nữa thì mình vẫn thấy được cái mẫu số chung của nó vì là sự hướng dẫn của Chúa ta. Xin cha cho chúng con. Tất cả Kinh Thánh được viết ra dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và vì thế chúng ta mới công bố đó là lời Chúa. Và vì thế đã là lời Chúa thì không sai lầm. Nhưng mà tại sao lại có những cái sai này? Thưa chúng ta hiểu lầm rồi. Tức là ý trong Kinh Thánh, khi giáo hội dạy rằng Kinh Thánh là một cuốn giảng dạy hoàn toàn không sai lầm, là giáo hội muốn nói đến cái tí lý về đức tin của chúng ta, về sự thật được hoàn cải của Thiên Chúa đối với con người. Có nghĩa là khi chúng ta đọc Kinh Thánh và khi chúng ta tin và làm theo những gì Kinh Thánh dạy, Kinh Thánh dạy về vấn đề luân lý, về vấn đề tí lý, thì chắc chắn một điều là chúng ta không sai lầm. Đó là điều chắc chắn, và vì thế dưới sự dẫn của Chúa Thánh Thần là như vậy. Còn cái sự sai lầm về ngày tháng thì sao? Thưa, những cái đó nó không thuộc về vấn đề đem lại ơn cứu độ trong vấn đề luân lý hay là tín lý. Nó thuộc về vấn đề xác định của lịch sử. Thì những cái đó giáo hội không bắt chúng ta phải tin. Tôi đưa ra một vài cái ví dụ nhỏ. Chẳng hạn như việc Chúa Giêsu chết. Chúa Giêsu chết ngày thứ mấy? Chúa là biết, không biết. Chúa Giêsu chết ngày thứ mấy? Nói cho nó mạnh mẽ lên, sao mà yếu thế? Chúa Giêsu ăn bữa ăn vừa qua với các môn đệ ngày thứ mấy? Đấy, nghe thì nói ngon lành vậy, bây giờ về đọc Kinh Thánh lại là coi chừng. Là bởi vì ngay cả khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng sẽ thấy ông Gioan thì ông nói rằng bữa ăn của Chúa Giêsu với các môn đệ ngày thứ năm, chắc chắn là ngày có ăn ngày thứ năm. Nhưng mà bữa ăn đâu phải bữa ăn vừa qua. Matthew, Marco và Luca thì nói rằng đó là bữa ăn vừa qua. Ông Gioan cũng nói không phải. Bởi vì ngày thứ sáu, khi người ta đem Chúa Giêsu đến dinh Phi-la-tô và ông viết một câu, những người đó họ không dám vào ở trong dinh vì sợ nhiễm huế mà không ăn lễ vượt qua được. Chứng tỏ là lễ vượt qua là ngày thứ sáu. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ngày nay là, vậy thì cái năm mà Chúa Giêsu chết là mình biết năm mấy hả? Cái năm đó, giỏi dữ ha. Thường thường họ nói hay trả lời sớm là nó sai là vậy đó. Cái năm mà Chúa Giêsu chết đó, thì chúng ta đặt cái câu hỏi là như vậy thì cái năm đó, cái lễ vượt qua nó rơi vào thứ năm hay thứ sáu? Ngày nay người ta không biết, người ta không muốn tìm, là bởi vì nó đã quá lâu và có thể mình chỉ xây dịch. Tôi nói ví dụ như thế này, các chị có biết đó, là năm 2011 cái Tết ngày mùng 1 rơi vào thứ mấy không? Kiểu cua. Đó là tôi nói với cách đây có 3 năm thôi, mình không nhớ. Tết năm nay rơi vào ngày thứ mấy? Mùng 1, Chủ nhật, dễ nhớ phải không? Nhưng mà có thể sang năm nó rơi vào thứ ba. Bởi vì thế cho nên cái lễ vượt qua cũng vậy, khi thì rơi thứ sáu, khi thì rơi thứ năm, cho nên nhiều khi, nhưng mà những cái đó nó thuộc về chi tiết và lịch sử, mà những cái đó nó không thuộc về cái vấn đề về ân cứu độ, đưa về cái luân lý chân lý về ân cứu độ. Điều mà chúng ta cần phải tin và cái sự thật không thể sai lầm là Đức Giêsu chết cho con người, ngài đem lại ân cứu độ. Và vì thế câu hỏi của chị là liệu chừng tất cả mọi Kinh Thánh có phải viết dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Thưa phải. Và vì như vậy cho nên chúng ta mới nói là Kinh Thánh hoàn toàn không sai lầm ở trong vấn đề đem lại ơn cứu độ và chân lý cho chúng ta. Còn những cái chi tiết về khoa học, về ngành lịch sử thì những cái đó có thể vẫn sai như thế. Thưa cha, Thánh Kinh nói rất là rõ ràng và con cũng hiểu như vậy. Thường thường Chúa sẽ hay dùng từ ngôn, nhưng mà có một đoạn là Chúa không có dùng từ ngôn. Chúa nói rằng các ngươi không được gọi ai trên thế gian bằng cha. Và Chúa sợ chúng ta không hiểu, Chúa còn dùng thêm câu nữa, kể cả chữ thầy cũng không được gọi. Mà con thấy về cái đoạn này thì con thấy thắc mắc. Và cái điểm thứ hai mà con muốn cha dặn cho con đó là cái kinh kính mừng, kính mừng Maria đầy hạnh phúc, thì con hoàn toàn đồng ý, con vẫn cầu nguyện hàng ngày. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời đó thì con hơi thắc mắc một chút, nhờ cha dặn cho con. Trước hết là Chúa Giêsu nói là đừng có gọi ai bằng cha và cũng đừng có gọi ai bằng thầy. Tôi thích là chúng ta nên biết tiếng Giao Thái chút, nhưng mà cái khổ mình không biết tiếng Arabic thì thôi, thì bây giờ mình dịch là chữ thầy đi ha. Thì thôi mình dịch thầy cũng được, nhưng mà nếu mình đọc qua tiếng Anh thì nó không dịch teacher đâu nhé, mà nó cũng không dịch là brother đâu, mà nó dịch là master. Khổ vậy đó, nhưng mà thôi kệ, thì bây giờ như thế này. Chúng ta phải hiểu là trong cái bối cảnh Chúa Giêsu dạy là dạy cái gì. Ngay sau những cái dụ ngôn mà Ngài dùng, những cái dụ ngôn con người không thể nào là tôi hai chủ, con người không có thể nào, và Ngài đi luôn một cái bảy cái dụ ngôn anh sáng đọc đó. Thì sau khi mà nói đến bảy cái dụ ngôn đó xong đó, thì Ngài nói đến cái vấn đề là đừng có gọi ai bằng cha, đừng có gọi ai bằng thầy.
Nếu trường hợp mà chúng ta trước hết là chúng ta phải hiểu như thế này, cái danh từ để mà gọi đó là cái danh từ mà chúng ta đặt ra với nhau, và vì thế phải có cái danh từ để cho mình hiểu. Nếu trường hợp mà đừng gọi ai bằng cha, thì bây giờ chưa gọi Thiên Chúa Cha bằng gì đây chưa? Đã như vậy rồi, rồi thì ông bà đó, tôi nói là con cái thời kỳ đó nó tới nó hỏi Chúa Giêsu vậy thì bây giờ cái ông đẻ ra tôi thì tôi gọi bằng cái gì? Hiểu ý tôi nói không? Bắt buộc là phải gọi bằng cha. Nhưng mà cái tư tưởng là bởi vậy cho nên chúng ta bắt lý mà nó không đúng. Cái tư tưởng đó là đừng có gọi ai bằng cha bằng thầy, bởi vì nếu chúng ta đọc xong bảy cái chủ ngôn đó thì sẽ thấy rằng không ai có thể làm tôi hay chủ được, và không ai có thể nhận cái đối tượng không phải là Thiên Chúa để làm cha, làm thầy, làm chủ mình. Và vì thế cái danh từ mà thầy ở đây không phải là thầy tu đâu, mà là master đó, tức là một cái người mà có thể nắm vận mạng của cái đời mình. Làm cha là một hình thức để mình tôn vinh cái người đó, gần như là mình thờ phượng cái người đó đó ha. Cho nên cái tư tưởng nó không phải là cái danh từ. Nếu trường hợp mà Chúa Giêsu nói rằng con không có được gọi ai bằng, thì Ngài phải dùng cái danh từ trên đời mà có. Mà khi cái trên đời mà đã có rồi đó, thì bắt buộc là cái danh từ đó, trừ khi Ngài sáng tạo ra một cái danh từ nó không có thì thôi, chứ còn cái danh từ nó đã có thì bắt buộc là chúng ta phải gọi nhau bằng cái danh từ đó. Tôi nói ví dụ, bây giờ Ngài nói các con không được gọi ai bằng vua, ví dụ như vậy, thì mình cũng phải gọi ông vua. Các con không được gọi ai bằng bất cứ cái danh từ gì Ngài đặt ra phải là cái danh từ chúng ta đã có chưa, trừ khi Ngài nói như thế này, các con không được gọi ai bằng lê. Hiểu cái từ có đặt ra, có hiểu cái gì không? Bởi vì danh từ nó không có. Cho nên cái ý không phải là cái danh từ, mà cái ý là cách đơn giản, hết sức đơn giản, là các con không có thể chọn để mà làm tôi hai chủ. Cái thứ hai, kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu đúng không? Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, là cái con thắc mắc phải không? Tại sao mà Thánh Maria mà Đức Mẹ Chúa Trời được lạy Chúa tôi, bà này mới có 16 tuổi sinh con, mà bà là một tạo vật Thiên Chúa dựng nên, mà bây giờ bà mà đi làm Mẹ Chúa Trời thì chết rồi. Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ, mà bà này có mười mấy tuổi mà đi làm Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ Chúa Trời, lạy Chúa tôi, cái đó phạm thánh. Có phải ý anh như vậy không? Không, Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời chứ. Giáo hội dạy Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời, bởi vậy tôi mới cắt nghĩa cho anh đây. Thì tôi hiểu, đừng, anh đừng có đọc thành bậy, cứ đọc là Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời đi, bởi vì cái đó là giáo hội dạy đó. Và vì thế cho nên phải có những cái lớp như vậy mới hiểu đấy. Tại sao chúng ta gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Mẹ Chúa tôi, Đức Mẹ mới có mười mấy tuổi, mà tại sao Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Thương cái câu chuyện nó đi như thế này, và nó phải đi thêm 50 phút nữa ráng ngồi mà nghe. Năm 325 đó thì công đồng Nicea họp, và khi công đồng Nicea họp mà hôm nay chúng ta mới có đá vào một chút thôi, thì công đồng nói đến cái nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu. Tức là có một người tên là Arius, chúng ta không thấy ở trên bảng đó hả? Có một người tên Arius, ông ta từ chối, ông ta nói rằng Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa. Ông ta không phải là Thiên Chúa, và vì không phải là Thiên Chúa cho nên ông là người thôi. Ông là một tạo vật được dựng nên, mà mặc dầu là một tạo vật cao cấp, mình cứ tưởng tượng cái kia là Thiên Chúa hả, thì dưới Thiên Chúa một chút là ông, rồi dưới ông là thiên thần, rồi tới dưới thiên thần là con người, rồi dưới người là chó mèo, rồi dưới chó mèo là đá đất, là cái cây cối, là cái như vậy. Nhưng mà ông này không phải là Thiên Chúa, cho nên chúng ta mới có cái kinh Thiên Kinh, chúng ta đọc người là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không được, không phải được tạo thành. Bởi vì công đồng nói rằng Chúa Giêsu không phải là một tạo vật giống như mình được tạo ra, Ngài được sinh ra, Ngài sinh ra từ Chúa Cha, nhưng không phải được tạo thành. Đừng có nói như vậy là giáo. Rồi khi chuyển qua Đức Maria đó, sau công đồng 325, công đồng Nicea lên án ông Arius và nói rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Thì khi nói Chúa Giêsu là Thiên Chúa đó, thì có một người khác lại nói rằng, ồ, nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vậy thì cũng không thể được, bởi vì Đức Maria sinh Chúa Giêsu ra. Như vậy thì Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng mà là mẹ về phương diện con người thôi. Bởi vì Chúa Giêsu có hai bản tính, một là Thiên Chúa, hai là con người. Cho nên Đức Maria là mẹ của cái ông Giêsu mà con người đó. Chứ Đức Maria làm sao mà mẹ của ông Giêsu mà Thiên Chúa được? Thấy ngay con lý không? Công đồng họp lại và lên án là vì như thế này. Công đồng nói rằng Chúa Giêsu có hai bản tính, nhưng hai bản tính của Ngài không thể tách nhau ra được.
Và vì thế con người của Chúa Giêsu có một cái mà chúng ta gọi là cái kết hợp tiếng Việt con tiếng dịch thật sự cái này tiếng Hy Lạp hypostasis, tức là một cái kết hợp hypostasis con tiếng dịch là sao, một cái hiện thể của hai cái bản tính kết hợp với nhau mà hai cái đó mình không thể tách ra được. Và vì không thể tách ra được cho nên công đồng Ephesô đó năm 431 sau khi họp xong thì mới công bố nói rằng bởi vì để bảo vệ Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đức Giêsu bắt buộc Ngài phải là Thiên Chúa, mà Đức Maria sinh ra Đức Giêsu, vậy thì nếu Đức Maria sinh ra Đức Giêsu thì bắt buộc Đức Maria phải là mẹ Thiên Chúa. Đừng có hiểu theo cái lối mẹ Thiên Chúa là đứng sinh ra đứng tạo thành vũ trụ. Nhưng nếu chúng ta tách Chúa Giêsu ra, một bên là người, một bên là Thiên Chúa, là chúng ta lạc giáo. Bởi vì con người của Đức Giêsu có hai bản tính và chúng ta không thể tách ra được. Vì thế để bảo vệ cho Đức Giêsu chỉ là một con người có hai bản tính thì giáo hội nói rằng ở đâu có con người Đức Giêsu thì ở đó chính là Thiên Chúa Đức Giêsu. Vì thế Đức Maria là mẹ con người Giêsu thì Ngài cũng là mẹ của Thiên Chúa Giêsu. Cho nên công đồng Ephesô năm 431 đặt ra một cái tín điều gọi Đức Maria là tiếng Hy Lạp mà người ta gọi ngày xưa trong công đồng đó gọi là Theotokos, tức là người cưu mang Thiên Chúa, mà ngày nay ở trong kinh ngày nay chúng ta dịch là Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và vì thế ngày 1 tháng 1 đầu năm đó, mỗi một ngày đầu năm là ngày lễ mà chúng ta kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cho nên đừng có đổi. Cho nên trong cái kinh mừng anh đọc đó, anh phải đọc là Thánh Maria Đức Mẹ của Chúa Trời, bởi vì Ngài là Mẹ của Thiên Chúa. Cảm ơn cha. Cha có hai cái thắc mắc là tại nãy cha nói cho học giả John Scotus nói là nếu ông ấy trong một bài và mà không phạm tội thì theo như con được dạy là Chúa biết tất cả mọi sự trước mấy chục ngàn năm thì Chúa biết chắc chắn loài người sẽ phạm tội, cho nên Chúa sinh xuống trời, sinh xuống thế gian, cho nên sẽ không có cái chuyện là nếu ông ấy trong bài và phạm tội hay là không phạm tội thì Chúa sẽ sinh xuống. Đó là thắc mắc thứ nhất của con. Thắc mắc thứ hai về vấn đề con biết Leslie là gần đây là Đức Giáo Hoàng coi như là từ chức. Thì theo như con được hiểu là Đức Giáo Hoàng thay mặt Chúa là Chúa ở trần gian. Thì mà năm nay là năm Đức Tin, Ngài chính là người lập ra cái năm Đức Tin, sáng lập ra cái năm Đức Tin. Thì khi Ngài từ chức, Ngài dùng lý do là Ngài không còn khả năng về tinh thần và sức lực để mà điều khiển giáo hội nữa, tức nghĩa là Ngài đã dựa vào con người để mà hướng dẫn chứ không phải nhờ vào sức lực còn vào Thiên Chúa để mà hướng dẫn con người nữa. Thì không biết, con không biết là mình sẽ nên tin như thế nào. Anh nên tin vào Đức Giáo Hoàng là bởi vì như thế này, tôi trả lời câu thứ hai chưa? Có bao giờ anh nghe cái câu chuyện mà có một người xin Chúa tới cứu rồi cứ ngồi đợi dưới này, đưa trực thăng rồi đưa tàu thủy tới rồi cuối cùng nó không tới, cho nên là chết đuối chưa nghe câu chuyện đó chưa? Nhiều khi chúng ta thần thánh hóa hoặc là siêu nhiên hóa mọi sự. Anh có biết rằng Đức Giáo Hoàng là con người không? Anh có biết rằng rồi đây Ngài sẽ chết không? Anh có biết rằng Ngài ăn mỡ nhiều quá mập như tôi cholesterol nó lên không? Mà anh biết rằng khi mình ăn mỡ nhiều mập và cholesterol lên, anh biết cái luật đó ai đặt ra không? Chúa. Tôi bởi vì cái luật tự nhiên anh ăn đường nhiều thì anh ra tiểu đường, anh ăn nhiều thì anh mập, có đúng không? Nhiều khi chúng ta quên là luật tự nhiên do Thiên Chúa đặt ra. Cho nên á, anh già thì anh lú lẫn, rồi từ từ anh đau, rồi từ từ anh chết. Chứ đâu có phải là cứ nói rằng con người phải tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa tin là một chuyện, nhưng mà Thiên Chúa đặt ra một cái luật mình đâu có đặt đâu. Thiên Chúa đặt ra luật tự nhiên là tuổi 20 thì đẹp trai, giống như bây giờ vậy hả? Cứ cười đại đi. Nhưng mà đến tuổi 40 thì nó khác một chút, mà đến tuổi 70, 80 thì nó nhức lưng, đau lưng, và đến tuổi 80 thì bắt đầu luôn rồi. Cho nên đừng nghĩ rằng đây là những hành động của con người, mà phải nghĩ rằng đây tiếng Việt có cái đơn giản là the act of nature. Khi anh già anh yếu rồi thì anh biết rằng là tự nhiên là cái sức lực anh không còn, và không phải bởi vì anh muốn, mà bởi vì tất cả mọi người đều sinh ra và trong một cái hoàn cảnh như vậy. Bởi vì đây là luật của Thiên Chúa đặt ra. Con người ở trong sách khôn ngoan, không phải trong sách khôn ngoan, trong sách gì châm ngôn thì phải,
có thời sinh ra thì có thời già, có thời chết, vậy thôi. Vì thế, hả? Theo sách Giảng Viên, có thời sinh ra thì có thời già, có thời chết. Vì thế, anh đừng nghĩ rằng là Đức Giáo Hoàng không có lo giá hội hoặc là cứ nghĩ đến mình, mà Đức Giáo Hoàng thật sự nghĩ đến, vừa đến mình và vừa đến Thiên Chúa. Có nghĩa là dù tôi có muốn làm gì thì làm, nhưng mà Thiên Chúa đặt ra một cái luật là cứ mỗi một năm tôi già thêm thì chắc chắn tôi sẽ không có được mạnh khỏe như cái năm trước đó. 10 năm sau chắc chắn tôi không có trẻ bằng 10 năm trước, là cái như vậy. Cho nên đừng có siêu nhiên hóa mọi sự, mà phải nhìn thực tế là những cái luật đặt ra đây chính là luật tự nhiên của Thiên Chúa mà thôi. Cho nên Đức Giáo Hoàng làm việc rất là đúng. Khi mà người già rồi thì rõ ràng không có đủ sức như ông bà cha mẹ mình thôi. Cho nên đến lúc một ngày không có đủ sức để quản nhiệm, không phải bởi vì Ngài dựa vào sức con người, mà bởi vì Ngài dựa vào cái luật Thiên Chúa đặt ra. Và Ngài biết chắc vài năm nữa Ngài cũng sẽ chết, mà dù có không muốn chết cũng chết, bởi vì cái luật đó Thiên Chúa đặt ra lâu rồi. Rồi cái thứ nhất là ông nói là ngay cả khi mà không có phạm tội vẫn sinh ra như thường. Rồi anh nói là nếu như vậy thì Thiên Chúa biết trước mọi sự, và Ngài biết trước cả vài chục triệu năm nữa thì và biết trước là Ngài sinh ra, có phải không? Thì đó là cái câu của ông Scotus. Scotus nói rằng cái kế hoạch mà sinh ra nó không phải là trong thời gian như chúng ta nghĩ, không phải là sau khi ông bà phạm tội rồi mới sinh ra, không. Ông nói rằng cái này là một cái kế hoạch từ đời đời. Và vì thế cho nên ngay cả khi mà không phạm tội vẫn sinh ra như thường. Cho nên cái tư tưởng của anh cũng giống như tư tưởng của ông Scotus. Có nghĩa là những cái này là những cái kế hoạch từ ngàn đời rồi, chứ không phải là cái thứ hai. Cái mặc dù anh không hỏi, nhưng mà tôi thì hay vô duyên, không hỏi cũng trả lời. Là anh nói rằng Thiên Chúa Ngài biết hết mọi sự, chúng ta cũng có giờ đi sâu cái này ở đây, biết hết mọi sự. Nhưng mà cái chữ biết hết mọi sự đó nó có nhiều ý nghĩa lắm, nhất là khi chúng ta nói đến cái gọi là cái quan phòng của Thiên Chúa. Nếu trường hợp mà biết hết mọi sự vậy thì tại sao để cho tôi sống lớn lên rồi phạm tội làm chi? Tất cả những cái câu đó chúng ta hay thắc mắc, nó không có gì khó. Nhưng mà chỉ có điều như thế này, chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa biết hết mọi sự là một chuyện, rồi cái tự do của con người làm lại là một chuyện khác. Tôi nói ví dụ như thế này, tôi có hai chọn lựa. Bây giờ anh không biết anh có gia đình chưa, nhưng mà đại khái có gia đình, có con chưa hả? Anh có con, giờ cứ nói là bây giờ cho hai đứa con đi. Tôi bày cho anh một cách, anh có thể cho con anh sống, mà tôi cam đoan anh một điều, tôi biết chắc một điều là tôi chỉ cho anh một cách con anh sẽ không bao giờ phạm tội hoặc phạm tội ác, hay là nó phải thế này thế kia, giống như con mấy ông bà kia ăn rồi đi, ăn cắp ăn trộm để người ta bắt con tù. Tôi biết sao anh biết không? Bây giờ tôi chỉ anh thế này, anh đóng hai cái chuồng, anh nhốt nó đó, anh cứ cho một ngày nó ăn thôi, và tôi biết chắc đừng bao giờ cho nó ra khỏi nhà, nó không bao giờ phạm tội đâu. Bởi vì tôi biết trước như thế này, tôi biết trước là nếu anh thả cho nó ra đi học, đi hành giống như con người ta rồi, không cần coi là lớn lên là coi chừng là nó sẽ theo cái thùa kia, là nó ăn cắp ăn trộm hay là nó hư. Cho nên bây giờ để biết chắc nó chẳng có bao giờ phạm tội ai, không nói xấu ai, và tụi nó không biết gì nói xấu luôn đó. Anh cứ tin tôi đi, nhốt hai cái chuồng, và anh không cần tiếp xúc với nó, cứ kéo cơm lên cho ăn hàng ngày. Cuối cùng là anh hiểu ý tôi nói không? Ý tôi muốn nói như thế này, những cái việc Thiên Chúa biết trước là một chuyện, nhưng mà liệu chừng Ngài dựng nên chúng ta, rồi Ngài có cho chúng ta cái tự do để mà sinh hoạt, hay là Ngài nói rằng thôi, nếu trường hợp ta cho nó tự do đó thì nó sẽ trở lại phản ta. Nếu mà ta cho nó đi học đi hành, không chừng bây giờ nó đi, nó không đi học, nó đi qua đến cái cuốn kia nó văng luôn đi làm sao. Cách hay nhất là bây giờ nhốt hai đứa hai cái chuồng, và vì thế cam đoan từ ngày sống cho đến ngày 100 tuổi nó chết, nó không bao giờ phạm cái tội gì, nó đi ra được đâu mà làm. Thiên Chúa Ngài dựng nên và Ngài biết, nếu Ngài cho chúng ta tự do thì sẽ có những cái điều sẽ xảy ra. Nhưng mà trong hai kế hoạch, một là nhốt nó hai cái chuồng, hai là cho nó được đi học, và khi đi học thì mình phải chấp nhận là sẽ có những cái nguy hiểm, thì anh nghĩ rằng cái đi học tốt hơn cho con, và vì thế anh đã chọn cái tốt hơn mặc dù nó có những cái nguy hiểm kèm theo. Và đó chính là cái quan trọng của Thiên Chúa. Không phải bởi vì Thiên Chúa không làm được, Ngài không tạo nên chúng ta để cho chúng ta không phạm tội Ngài làm được, nhưng mà Ngài nghĩ rằng cái đó không tốt, và vì thế Ngài đã chọn cái cách thức tốt hơn, là chính khi cho chúng ta tự do thì bên cạnh tự do Ngài phải chấp nhận là có những lúc chúng ta cũng phạm tội. Amen. Bây giờ tất cả chúng ta
Tất cả chúng ta đứng lên đi ha, để chúng ta tạ ơn Chúa. Love one another.